冇睇佢啊！陳雷佩泰先來二樓跟邊啦，陳雷佩泰就先來安頓啦。em ra em hỏi là anh định là chủ công siêu là chị Hoàng, và người thứ tư là anh Hoàng, và người thứ năm là anh Hưng Tiến Đạt. Các anh chị em của chúng ta là mỗi người có 3 phút chia sẻ cái cảm nhận của mình. Dạ em xin mời anh Định. Anh ấy đi đủ hậu hả? Tôi là người Tuy Hòa, Phú Yên, đây là chỗ tôi đi trước. Mà có 3 phút là tôi nói gì? Nhưng mà thầy nói rất đáng ngờ. Trước tiên thì phải nói rằng tôi cũng là một người rất hờ hững với đồng tiền này. Nhưng khi tôi đến thì tôi đến một cách rất tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào đó. Cho nên khi tôi đến là tôi lấy một gói tài liệu. Và sau đó thì cái đèn năm sau đó về tập đoàn cũng gửi tiết kiệm, tôi cũng gửi tiết kiệm rồi chuyển sang của xe, tôi cũng chuyển sang xe, bây giờ là trong tài khoản tôi khá có nhiều coin, nhưng mà coin đã nằm ở trong công ty luật. Chính vì vậy nên tôi mới lập ra cái Disco này và Disco cũng là một đơn vị đầu tiên của Phú Yên sử dụng, và cũng là đơn vị đầu tiên ở Phú Yên là dám công khai là chấp nhận trao đổi qua Disco bằng đồng qua. Có nhiều nhà báo, nhiều cơ quan, giám đốc ngân hàng nhà nước là bạn tôi có hỏi là chủ đề gì, tôi nói anh chẳng gì hết. Và tôi làm sao làm, mà tôi cố gắng tôi làm sao làm không vi phạm pháp luật. Tức là không những điều gì tôi cấm thì mình làm, còn cái gì mà nhà nước mà anh cấm thì mình đi. Thì tôi nếu bằng cách là không thanh toán thì tôi trao đổi. Chính vì vậy cho nên là ra gần mấy tháng thì trao đổi được gần cả ngàn thì coi rồi đấy. Thanh toán gần cả ngàn coi rồi. Mà nếu tính ra tiền thì cũng kiếm cái gì. Đó thì số trao đổi với tất cả các anh chị và các bạn như vậy thì trong 3 phút thì chỉ nói như thế thôi. Thực tế khi mình đến và đến như thế nào và kết quả là sao thì hết. Trưa hôm nay đoàn của chúng tôi cũng có ghé đến nhà quán ăn của anh Thanh Đình và chúng tôi cũng đã thực hiện tất cả những cái điều và những cái món mà có ở trên cái bảng thực hiện, và chúng tôi đã thực hiện thành công cái thanh toán trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Định, cảm ơn nhà hàng Cơm Niêu Tuy Hòa đã cho các em một cái bữa ăn rất rất là ngon. Và người tiếp theo là xin mời chị Thanh Viên ạ. Dạ, anh xin chào ban lãnh đạo tập đoàn Online One Coin, xin chào các anh chị em, cô dì chú bác có mặt ngày hôm nay tại văn phòng thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tôi tên là Đào Thị Thanh Viên, gốc sinh ra tại số 33 Trần Quý Cáp và hiện nay đang ở nhà mẹ là 50 Sẹp Phố, thành phố Tuy Hòa, tại đường Nguyễn Thế Học, và hiện giờ thì đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp trước đây là viên giáo viên nữ công 20 năm, có một chuỗi siêu thị bánh, dạy chuyên ngành về nữ công gia chánh. Và đối với người phụ nữ nữ công thì thật ra nói với các anh chị là tôi hoàn toàn không hiểu gì về Internet và rất tiêu cực trước đây về Facebook và tất cả các anh chị em chơi trên Facebook. Thời gian không có và quá bận với 5-6 cái doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh về sản xuất bánh thì tôi không quan tâm tới việc mà nghe tiền ảo hay là nghe cái gì đó nó xa vời với cái khả năng về công việc riêng truyền thống của mình. Nhưng rất may mắn, thật sự ngày hôm nay rất xúc động, cứ mỗi lần tôi lên tôi chia sẻ thật sự
về tại sao mình có ở OneCoin và sao mình có một cái kết quả quá lớn ở OneCoin trong vòng 3 năm qua. Và không quên, khi cái kết quả đó có trong bản thân mình và có kết quả cho gia đình mình thì không thể quên người cho mình cơ hội. Rất cảm ơn thủ lĩnh Simon, Đào Hải Hậu và tất cả các anh chị em đi đầu đã cho tôi có một kết quả ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Để có một cái giá trị thật sự và có một niềm tin và có một cái điều mà tôi luôn tâm huyết và luôn gắn bó và nguyện đứng đây chia sẻ hết mình về giá trị thật sự của OneCoin như thế nào để cho người dân Phú Yên của mình cũng như tất cả các anh chị em trên, trong và ngoài nước có được thật sự cái niềm tin là phải chính mình phải tìm hiểu nó như bài học của Đào Hạo vừa đào tạo, phải hiểu nó, phải tin nó, phải thật sự đam mê nó thì nó sẽ đã có kết quả đến chính bản thân mình. Và từ có kết quả đó thì càng ngày tôi càng tin và càng tin thì tôi càng có kết quả. Và từ đó trong 3 năm qua vợ chồng tôi trong hơn 20 năm làm ngành truyền thống không có giá trị và không có đủ kết quả bằng 3 năm qua tôi làm. Cứ mỗi lần nói đến đây thì tôi càng cảm xúc và càng cảm thấy là không ngừng nói được. Thật ra trong 3 phút tôi không kể hết trong 3 năm qua tôi làm. Nhưng cuối cùng chốt lại với các chị là đối với OneLife, OneCoin, niềm tin đến ngày hôm nay của tôi quá lớn. Và tôi tin trong 3 phút tôi chia sẻ với các chị, rất mong các chị, người cũ cũng như người mới thật sự nghiêm túc là mình đã làm gì với OneLife, OneCoin và có niềm tin gì đối với OneLife, OneCoin và đã có gì trong 3 năm qua hoặc gần nhất của mình đã đến với OneLife, OneCoin. Điều đầu tiên tôi mong các chị là phải thật sự nghiêm túc ngồi lại mình đã làm gì và kết quả của mình có gì chưa. Nếu chưa có, ngồi lại với các chị anh chị em cũ, họ đã có đủ kiến thức để giúp mình hiểu biết thêm OneLife cần phải làm gì từng bước nhỏ nhất đi lại cơ bản để mình nắm chắc nhất để mình giữ tài sản của mình. Đấy là cái niềm tin thật sự ra tôi khuyên, tôi rất mong các chị em cũ hiểu lên điều này. Và chính bản thân viên tự tin yêu nó có kết quả nhiều cho nên mình đi đến tất cả các thị trường mình cảm thấy rất buồn. Rất nhiều người tập trung trao đổi đầu tư mà không có trách nhiệm với nó và từ cái không có trách nhiệm với nó mới mất nó và khi mất nó rồi thì ngược lại không có niềm tin với OneCoin và không có niềm tin thì lại đổ lỗi. Đây là những điều viên rất đau lòng và bởi mình rất nghiêm túc tìm hiểu cho nên có niềm tin và kết quả quá lớn cho nên viên cảm thấy happy và hạnh phúc. Và tất cả các tiệm bánh của viên trước đây 20 năm, 6 cái cửa hàng tại quận 9, quận 2, quận 7, Tràng Đạo thì đến ngày hôm nay tôi đã dịch chuyển hết toàn bộ các cửa hàng đó cho người thân của mình. Chỉ còn lại 2 cái là để cho người ngoài luôn. Bởi vì gia đình viên hiện nay ở Phú Yên không có ai vào thành phố Hồ Chí Minh và tất cả người ngoài đều quản lý cửa hàng của mình. Và rất trăn trở nói thật với các chị là trong 3 năm qua cái kết quả nó lớn quá, trong 2 tháng vừa rồi thì hai vợ chồng mình thật sự là trăn trở trong mấy chục năm làm truyền thống như thế và kết quả OneCoin nó lớn. 20 năm của tiệm bánh nó không đủ lớn. Bây giờ bỏ đi cái tiệm bánh thì cảm thấy buồn các chị. Bởi vì chính nó trước đây rất tốt nhưng đến giờ này thì nó không bằng OneCoin. Thì không biết làm sao để mà dịch chuyển tiếp cái doanh nghiệp của mình. Nhưng rất hạnh phúc là nhờ Deal Seeker. Deal Seeker đã làm cho cái cửa hàng bánh của viên không mất thời gian mà chỉ cần qua online đào tạo cho các chị em ở nhà hiểu được là lên mạng bấm search vào thì bánh của viên không còn mặt bằng. Hiện giờ các chị em vẫn chạy điều và nhờ rác chuyển khắp nơi và hiện nay thì cửa hàng bánh của viên là trao đổi 100% bằng OneCoin bởi vì mình hiểu là giá trị tài sản của OneCoin sắp tới nó cực kỳ lớn cho nên tất cả các cốc bông của viên đều trao đổi 100% của bánh bằng OneCoin. Và các anh chị ngày hôm nay cũng nhìn thấy là cửa hàng bánh mỗi lần viên đi thị trường khắp nơi thì các chị em đều cảm nhận được sản phẩm nó tốt, nó ngon như thế và giá trị nó thực sự là đúng với cái giá trị của đồng coin của mình trên thị trường.
và cuối cùng không có nhiều thời gian, rất mong gia đình mình cũng như toàn thể các anh chị em ở Phú Yên yêu quanh coi hơn, thì cần tập trung nhiều hơn, học nhiều hơn để có kiến thức nhiều hơn, để có kết quả nhiều hơn. Đầu tiên là cho gia đình mình và người thân của mình và cộng đồng của mình càng ngày càng lan rộng hơn, thì giá trị quanh coi chính là tiền của mình nó sẽ lan tỏa lớn hơn và mình càng có tài sản cao hơn. Xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn thân yêu rất nhiều. Chắc có lẽ nói về quanh coi là mọi người ai cũng rất là tràn đầy cảm xúc, và cái thời gian thì nó có 3 phút thôi, cho nên như là bản thân viên và bên như là quá cảm xúc thì xin cảm ơn bản thân viên. Và tiếp theo xin mời anh Hoàng. Cảm ơn chị. Thì đầu tiên thì cho phép Hoàng được xin chào toàn thể các cô chú, anh chị và các bạn có trong cái phòng ngày hôm nay. Chứ có lẽ là nhiều phần chia sẻ của Hoàng trong 3 phút thì ngắn gọn thôi. Thì lúc Hoàng biết đến cái quán coi này thì phải thông qua một người bạn thân từ Canada. Thì cái này, nhưng mà chắc cũng xin giới thiệu sơ bộ về em xíu. Em cũng là người quê gốc Phú Yên, ở Phú Thứ. Rồi cũng giống với bao nhiêu bạn trẻ là lớn lên đi học và mong là học phải học giỏi. Học sao cho học giỏi đỡ vào Sài Gòn. Rồi dạy từ đầu là phải kiếm cái gì đấy đó đỡ mà sống. Bởi vì sao? Vì quê hương trên đây thì khả năng kiếm tiền nó khó, nghèo. Thì bên mọi giá xác định từ đầu là phải làm chất dân bao nhiêu tiền, phải con đường là phải học cái thật giỏi. Ngày xưa là vậy, cách đây 20 năm trở về trước là phải học không giỏi để thoát nghèo. Thì cũng như ba bạn trẻ khác thì vào học tốt nghiệp rồi cũng đi làm, nhưng mà làm riết thật sự là cũng không giàu. Tại làm việc mà tại làm công lương thì nó rất là khó, đến nỗi không có lo. Ví dụ như khi mà có gia đình rồi mình lo thì ở mình không có vương ra lo được nhiều. Thì ông bố mình rất là mong rất là nhiều thứ mà làm, nhưng mà ông có biết cái kênh nào kiếm tiền rất là hiệu quả. Thì cũng có may mắn thì nhiều kênh thì cũng có ít tiền, nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn được cái những cái cách kiếm tiền và biết được cái kênh đầu tư này, biết được cái kênh đầu tư này nó sẽ giúp mày chia sẻ đột phá cho tài chính. Làm nghe là mình thích liền, thích kẹo, còn tìm hiểu thì tìm hiểu sau. Rồi khi mà đột phá cho tài chính thì mình tìm hiểu á, mình tìm hiểu xong á thì bắt đầu là nói với bà xã là đầu tư. Đầu tư tức là tìm hiểu mà không ngủ thì có khả năng. Lúc đấy mình nhận định, lúc cách đây mà 2 năm rưỡi mình nhận định là khoảng chừng 20% là thành công. Nhưng vô cùng, bởi vì đây là cái cơn đột phá như vậy. Hãy cơn cơn vậy thôi. Thì bánh cái gói cũng lớn nhất luôn, đúng không ạ? Lớn nhất luôn, có nhiều là bút. Tại vì mong á là phải làm sao kiếm được nhiều tiền. Rồi từ đấy bắt đầu nghiên cứu, dần dần nghiên cứu. Rồi mình tìm hiểu tới tất cả các đồng coin khác luôn. Đây là cái kênh mới hoàn toàn. Tất cả các đồng coin khác trên sàn mà hiện nay là mình cũng đang nghiên cứu và trao đổi buôn bán luôn. Thực hành lúc, làm lúc. Đấy, cho nên mình nhận định và đến bây giờ mới trải hơn gần 3 năm. Thì mình nhận định một điều giống như họ nói, là tất cả các đồng coin trên sàn chỉ là giao dịch buôn bán, là kiếm chủ yếu đầu cơ lướt sóng kiếm tiền. Đấy, ông nào mà bán được lúc giá cao thì ông đã kiếm chút, còn ông nào mua lúc giá đã hạ xuống thì đã chịu. Đấy là cuộc chơi tài chính. Thì hiện nay là nhảy là nhiều, nhưng mà chưa có đồng tiền điện tử nào làm khả năng trao dịch buôn bán như đồng bàn coi. Thì là di tích này. Cho nên cái này là một cái chiến lược hết sức là bài bản, hết sức là bài bản. Và tôi hiện nay là tôi đang làm là chủ tịch công đoàn của công ty nước ngoài, là khoảng 10.000 công nhân. Mà cái cảnh mà tôi chăm lo chăm sóc ấy, làm cỡ nào đi nữa họ cũng khổ, khổ lắm cơ. Nhân Việt Nam mình là quá khổ, và đây là cái cơn
mà tôi có khả năng giúp chia sẻ đột phá tài chính cho người tôi. Đấy, đột phá tài chính cho người tôi. Nói thì nhiệt tình, hết sức, phân tích rõ, ai không hiểu thì mình nói tiếp. Nói riêng thì hiện nay là khoảng chừng hơn 100 người cũng đã đầu tư và tham gia cái này. Và đến bây giờ, với hình thái của họ rất là vui tươi, rất là thoải mái. Bởi sao ạ? Họ rất tin tưởng cái này. Và họ nói với tôi là nếu đúng cái này, em đó, em sẽ làm ambassador và chị cũng làm ambassador và không làm công nhân nữa. Đúng ạ? Và họ rất vui. Mỗi ngày đi làm thì rất là vui, thật như nụ cười, rất lạc quan và có cơ hội gì sống. Đây là một cái cực kỳ là hạnh phúc. Đúng ạ? Và tôi xin phép được 2 phút nữa. Đúng ạ? Không, tôi chia sẻ với chị dạy là tôi thấy hạnh phúc. Và tôi cũng tìm hiểu rất kỹ rồi, tôi nói rồi. Quan tôi đối với các bạn là đối với tôi là khả năng. Còn tương lai 1% chúng ta đừng nói tới là ở chắc chắn ăn liền. Nhưng khả năng phân tích của tôi nghiên cứu chiên những các đồng tiền như vậy đó. Và với cộng đồng thế giới gần 200 quốc gia như vậy, khả năng phát triển như thế, tôi dự báo là nó là phát triển rất là tốt. Và khả năng trở thành tỷ phú như thế này là rất cao. Cho nên cứ tự tin, cứ tự tin rất cao. Và tôi cũng là ấp ủ nhiều dự án rất là lớn. Nếu như quan cơ này trúng thì bảo đảm là những cái dự án tôi sẽ thực hiện được. Và tôi hứa là nếu trúng cái đấy thì tôi có thể là một cuộc cách mạng, các chị nghĩ có thể là một cuộc cách mạng tài chính cho hết nội tại hai bên đi để được hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Anh Hoàng chia sẻ rất là cảm xúc. Nhưng mà Diệp cảm thấy rất là cảm kích cho anh Hoàng một điều, đó là anh Hoàng đã hiểu đúng về cái giá trị của Văn Coi và chia sẻ đến cho một cái cộng đồng trong công ty của anh Hoàng là 10.000 công nhân. Đó là một cái việc làm mà hết sức là nhân văn của anh Hoàng, bởi vì anh Hoàng muốn cho tất cả công nhân trong công ty ai cũng nắm bắt được cái cơ hội này để họ có cái điều kiện để mà họ thay đổi cái cuộc sống. Một lần nữa là xin cảm ơn anh Hoàng ạ. Và xin chia cho họ này. Và tiếp theo là em xin mời em Hoàng. Ai đầu tư thì cũng có một cái cảm xúc về anh ấy. Và cái anh chị nào muốn hiểu được cái cảm xúc đó thì hãy đầu tư vào để biết. Đúng không ạ? Được anh chị, hôm nay thì thời gian không có. Cho nên tôi sẽ không chia sẻ về cái câu chuyện mà tôi tham gia và đầu tư vào nó như thế nào. Hôm nay tôi muốn ra đây để chia sẻ cái câu chuyện tham gia với các anh chị là về cái chia sẻ của anh Hải Hậu của Thu Hương và anh Mai Thiên Tuyến Thiên Huyền và đoàn online ở Hợp Long Kinh Cầu online 003. Và đến đây thì hôm nay tôi xin một chia sẻ một cái câu chuyện là bắt đầu từ ngày mai là chúng tôi được giao một cái nhiệm vụ là phát triển cái kênh thông tin gọi là kênh truyền thông mà lãnh đạo online Việt Nam giao cho cái gọi là ban truyền thông để phát triển. Vâng ạ. Để làm gì? Khi chúng tôi đi tất cả các cái tỉnh thành thì các anh chị biết rằng là rất nhiều những cái nhà đầu tư người ta thiếu thông tin, chưa biết quản lý tài khoản. Những cái thông tin từ tập đoàn, những cái hoạt động của từ online Việt Nam, những cái hoạt động rất là thì tất cả những nhà đầu tư ở khắp trong cả nước Việt Nam thì đều nắm được. Và rất nhiều tôi đoán rằng là rất nhiều anh chị đầu tư mà có mặt trong buổi hôm nay thì nhiều anh chị vẫn chưa biết để quản lý cái tài khoản như thế nào một cách hiệu quả, đúng không ạ? Có ai trong cái hội trường hôm nay là chưa biết quản lý và làm chủ cái tài khoản của mình không ạ? Cho tôi xin một số cái cánh tay ạ. Có ai không ạ? Thì ra là Phú Yên này rất là hay ạ. Hay hơn cả cái địa phương khác. Thế tôi nghĩ rằng ở Đà Nẵng, kể cả ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, rất nhiều người hiện nay chưa quản lý được tài khoản. Thế thì cái kênh thông tin này là một cái kênh mà truyền thông, truyền tức là chuyển thông, chuyển và thông là thông tin cho các chị.
chuyển những cái thông tin từ tập đoàn, từ câu lạc bộ bán lẻ Việt Nam đến cho các nhà đầu tư một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất và chính thức nhất. Đó. Về tất cả những cái chương trình đào tạo, những cái sự kiện, những cái hoạt động của Online Việt Nam, và đặc biệt là ghi lại những cái buổi đào tạo để cho những cái nhà đầu tư không có điều kiện tham dự những cái buổi đào tạo ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh, và người ta có điều kiện nghiên cứu thêm, nghe lại những cái bằng những cái clip, đúng không ạ, để cho mình hiểu ra, mình hiểu rõ hơn, và từ đó để chúng ta có cái niềm tin hơn và chúng ta quản lý lại hoạt động tốt hơn, và chúng ta là cùng nhau để phát triển cái cộng đồng. Đặc biệt như thời gian này thì câu lạc bộ Online đang tổ chức rất nhiều các cái chương trình hướng dẫn đào tạo cho các anh chị để biết tạo những cái gian hàng, biết kiếm tiền từ những sinh cơ, họ biết những mua những cái sản phẩm từ khắp thế giới, từ ô tô, từ nhà. Mà nếu như các anh chị không có những cái thông tin, không biết và không nắm được những cái này thì các anh chị thiệt thòi rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì bắt đầu từ ngày mai là cái kênh truyền thông là fanpage của Online Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đó là cái kênh các anh chị sẽ tôi sẽ chuyển cái đường link cho các anh chị trong cái group như là Zalo này, Telegram này, Viber, thì các anh chị add vào để được đăng ký vào cái để đăng ký và like vào cái hệ thống đó để các anh chị nhận được những cái thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất. Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị. Em xin cảm ơn anh Hòa rất là nhiều. Đã đến cái giai đoạn mà tất cả chúng ta cần cập nhật thông tin nhanh và chính xác. Anh Hòa vừa nói với chúng ta là đã hoàn thành xong cái trang fanpage, thì anh Hòa sẽ chuyển cái đường link về cho những người đầu nhóm của mình, và tất cả mọi người sẽ ép vào cái trang này để mà mình nhận những cái thông tin nhanh nhất và chuẩn nhất. Và người cuối cùng xin mời Minh Tiến ạ. Lời đầu tiên thì chắc là cho Tiến được gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị đang có mặt tại khán phòng của Resort Sa Việt ngày hôm nay. Thì Tiến cũng là một người công nhân của vùng đất Huyên, quê gốc của Tiến trong ngày đổ lầu bỏ Minh Tiến, quê ở Từ Nham, Xuân Thịnh, Sông Cầu, Huyên. Là một trong những người gốc Huyên mà đi vào của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần tình cờ thì Tiến tiếp xúc với cơ hội đầu tư quanh coi này vào năm 2016, đúng rồi, là vào tháng 5 2016. Khi một lần vô tình đến làm về lĩnh vực du lịch, tổ chức cho một đoàn khách của bốn khách đi qua Campuchia, thì trong đoàn khách này họ là những thành viên của quanh coi, lúc này tính trực tiếp quanh coi là gì, thì qua bên đó nghe vào trong hội buổi hội thảo của khách, thì khách vào đó nghe tiếp cũng vào nghe luôn, nhưng mà không phải miễn phí giống như đoàn mình, nên phải bỏ mua một cái vé là $50 để vào trong khán phòng giống như thế này. Sau đó là vì đi nước ngoài mà đâu có mang theo chứng minh nhân dân gì, bắt bo để lại cửa khẩu rồi, thì là bỏ thêm $100 nữa để làm là cái thủ tục là đặt cọc, lát nữa mình ra quay lại lấy. Thì vô trong này nghe ta nói đầu tư vô đây một sau 7-8 lần lên đôi nữa, phải có rất là nhiều tiền, mình kêu chắc mấy này đa cấp rồi, rồi mình đi ra. Sau đó về tới Việt Nam gặp cái người đó lại, thì cái người chủ đoàn là đi thanh lý hợp đồng, thì ông mới mời một lần nữa về vô đây mình nghe cái bài thảo nữa, thì mình tính chỉ muốn một điều là gì thôi, vô luôn để nghe không mất hoang $50 cái tiền vé ở Campuchia. Và khi đó mình nghe rồi về bên tôi rồi, mình chỉ thấy được một vấn đề, người ta nói cái cơ hội mà nãy giờ mình nghe thì tôi hứa anh nào nó nói về đồng Bitcoin 2% thì chính xác chỉ có là $0.1, giờ phút này 6,602 đô la một đồng, nếu mà tính bình thường là tăng 62.000 lần. Bắt đầu là tính mới hết kiểu mà thả tôi nói người tới bây giờ tôi suy nghĩ tính không có nhiều tiền để mà đầu tư vào Bitcoin thì nói nữa, và tính muốn kiếm một cái cơ hội đó tương tự như Bitcoin đã ra đời vào 2009, và tính muốn nắm bắt, và lúc đó mới tìm hiểu từ cái đầu anh coi. Và nếu như là phải hỏi bởi vì tính là một giảng viên khoa du lịch của trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh 7 năm làm giảng viên, sau khi tiếp xúc anh coi là tính bỏ nghề giảng viên chia sẻ đầu anh coi. Bây giờ tính một nhận một điều là gì, nếu không có tiến lên trường đại học vẫn phát triển tốt, nhưng nếu tính không cùng các anh em cùng nhau chia sẻ đồng bàn coi này tới cho cộng đồng người Việt Nam, thì người Việt Nam mình sẽ mất cái cơ hội sở hữu một trong những kênh đầu tư thế kỷ, 100 năm xuất hiện một lần đối với đồng bàn coi. Và khi tính tìm hiểu tính là người khoa học trong lĩnh vực
coi lừa đảo, quan coi tiền mất tật mang và tiêu tiền với chính thánh. Tất cả những thông tin đó tập hợp từ tháng 5 và tháng 9 2015. Bắt đầu tính yêu cái quái gì kỳ vậy? Sao nó đầu tư ra nhiều tiền lắm mà sao gõ lên thực tế đó? Thoáng mà nói là lừa đảo không? Và nó bắt đầu tìm hiểu sâu vào. Bởi vì những cái gì người Việt Nam mình nói sai thì nó không tìm hiểu được. Vì khoa học nó bắt đầu tìm thấy là nói quan coi là một đồng tiền là lừa đảo, nhưng ra đời 2002 tháng 9 2014 tới khi tính tiền hiểu là 2016 mà nó còn không chết đi mà còn phát triển nữa. Như vậy là cái nhà báo này là nó không đúng. Và tính tìm hiểu những cái người viết báo đó hầu như họ không phải là những người đầu tư tài chính, không đầu tư các kênh đầu tư tài chính là thứ nhất, họ không có ngành về chuyên môn về tài chính mà họ đi viết một cái vấn đề về tài chính. Đó chính là điều mà tính cảm thấy là những người viết này tính bọt không cao. Yếu tố thứ hai nữa tính tìm thấy là gì? Trong tất cả những cái hình thái phát triển đó thì chỉ thấy quanh coi nó giống như một cái hình thái mà nó đã xảy ra ở hiện thực mà chúng ta hiện nay đang thấy. Đó chính là mình đi mua vé bay ngày xưa mình phải tới đại lý, mình xuất cái vé đó ra, bay ra sân bay. Bây giờ mình không cần tới, phải cần đưa một cái mã mình ra sân bay là mình được lên máy bay liền. Đó là hình thái của vé bay nó thay đổi như vậy thì tính chiều mà đó tính nhận định là đồng quanh coi nó có một cái tính tất tương tự như thế. Và cái yếu tố thứ tư nữa, thứ ba mà tính nhìn nhận ở đồng quanh coi cái giá trị của nó đó chính là tính tiếp xúc với rất nhiều lĩnh vực người ta gọi là ảo, cái lĩnh vực giáo dục là một lĩnh vực ảo. Tính nó từng tham gia những cái game online là như bỏ lâu chuyện gì đó cũng là những cái game ảo, nhưng một cái bao tay dành cho một môn phái thôi họ bán tới 300 triệu đồng, và hay là trong tiền chính họ bán 300 triệu đồng tiền Việt. Đó chính là mà bao tay đó không có giá trị tương tự luôn. Quanh coi là một trong những cái đồng tiền nhưng quan coi là khác biệt nhất, bởi vì yếu tố khác biệt đầu tiên của quan coi chính là người sáng lập quan coi là bà Rusa, tiến sĩ về luật, thạc sĩ về kinh tế, chuyên gia tài chính, sáng lập đồng tiền và sáng lập một công ty tài chính. Đây điểm này cũng rất đặc biệt. Yếu tố thứ hai, chỉ trong vòng 11 tháng tập đoàn Walmart đã có vốn hóa thị trường là 1 tỷ đô la. Facebook mất 7 năm mới đạt được 1 tỷ, Google mất 7 năm mới đạt được 1 tỷ đô la. Và trên toàn thế giới những công ty nào mà đạt được 1 tỷ đô nó sẽ phát triển cơ bản, và đó là điều khẳng định. Tới giờ phút này OneCoin đã đạt thêm 9 tỷ nữa, tổng cộng giờ phút này OneCoin đã có 10 tỷ đô la. Và một yếu tố khẳng định giá trị của OneCoin khác biệt so với tất cả những đồng coin còn lại trên toàn thế giới hiện nay đó chính là tính thực dụng của OneCoin. Đưa đồng OneCoin đi vào đời sống đó chính là gì? Tiền là phải mua được sản phẩm và dịch vụ. Hiện nay mình cầm tiền giấy mình mua được bánh kem, mình cầm OneCoin cũng mua được bánh kem, thì bánh kem OneCoin đó là tiền hay không phải là tiền hả? Là phải được trao đổi được. Thì đó chính là những cái yếu tố mà mang yếu tố thực tế phát triển của đồng OneCoin. Và từ những cái giai đoạn và những cái yếu tố đó mà tính có nhìn nhận này, OneCoin là một trong những cơ hội đầu tư cực kỳ lớn trong thế kỷ 21 này. Nếu những người dân Phú Yên chúng ta bỏ một ít tiền, ta nói những cái đồng coin này khi giá trị nó còn rất thấp, 3 tháng sau nói đến hơn là 87.000 nữa thôi, chúng ta sẽ cảm nhận là sẽ có được một khoản lợi nhuận cực lớn. Và nó đã được khẳng định qua các đồng tiền khác rồi. Bitcoin tăng tới mức này 62.000 lần 2017, chính là những năm mà các đồng tiền đủ tăng trưởng vương vọng. Nếu chúng ta nhìn lên sàn, tất cả những đồng tiền kỹ thuật số đều tăng trưởng hết, nhưng tất cả những đồng tiền đó bây giờ nó lại giảm giá bởi vì tính thực dụng của nó không có. OneCoin có tính thực dụng, đó chính